Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là một clip đặc biệt vì sao? Có một bạn nhỏ đã gọi cho mình, bạn ấy nói là em tên là Việt Anh và em 12 tuổi và em có kỹ năng chiến đấu rất là giỏi nên rất là muốn sức với anh, nên lần này cũng quyết định sẽ ra sân và cùng xem bạn ấy là ai nhá. Ok, hãy đi cho Phúc nào. Kìa rồi các bạn ơi, bạn nhỏ đang chơi bóng rất là giỏi luôn, rất là đều luôn. Chào, cùng chờ xem nhá. Chào em. Hello thằng trai. Yes. Đợi anh lâu không? Có. À, anh tưởng em sao nói là lâu, em phải nói là em mới đợi anh chứ. Em lại phải đợi anh lâu quá. Mới có nửa tiếng thôi mà. Rồi, hôm nay sẽ là một trận đá cùng với bạn nhỏ ở đây. À, bạn tên là Việt Anh. Em là fan của thủ nào? Em có thủ Ronaldo. À, fan của Ronaldo đúng không? Trông rất là cứng đấy. Được, hôm nay chúng ta cùng xem là liệu có phải là Ronaldo nhí chúng ta không nhá. Bắt đầu. Rồi, và bây giờ sẽ là game số 1. Ronaldo thì rất là giỏi tân bóng, chúng ta cùng xem là bạn nhỏ tân bóng ra sao nhá. Bình thường thì hay bấm giờ đúng không? Nhưng mà sẽ không bấm giờ nữa. Bây giờ anh đố đi. Anh sẽ đố em là tân một chân thôi. Tân hai chân thì tân nhiều rồi. Để đố tân một chân nhá. Và anh đố em tân một chân được 25 quả đi. Tân một chân liên tục nhé. 30 quả đi anh. Ôi. Rất là tự tin và rất là ngầu luôn. Được rồi, ok. Anh chơi 30 quả luôn. Một chân nhá. Bắt đầu. Một chân 30 quả. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Ôi hay quá các bạn ơi, đúng là các bạn ấy tăng một chân rất là giỏi luôn. Rất tuyệt vời luôn. À quá khéo các bạn này. Ok ok rồi. Không bị tăng mu, tăng cả đùi luôn. Và không hề bị rơi. Tăng được cả hai chân luôn các bạn ơi. Rồi. Rất tuyệt vời. À rất là ghê gớm luôn các bạn ơi. Rồi. Thôi. Như vậy là rất tuyệt vời. Ở game đầu tiên bạn ấy thành công rồi. Tâng một chân rất là hay luôn. Không chỉ tâng một chân như này mà tâng cả đầu gối các kiểu đại biểu luôn. Đấy. Rất là khéo. Ok. Bây giờ sẽ là game số 2. Ở game 2 này anh sẽ đố em là 5 kỹ năng lên bóng. Như thường lệ sẽ là 5 kỹ năng lên bóng. Nếu em làm được 3 trên 5 thì em sẽ là người chiến thắng. Đồng ý không? Dạ. Ok. Rồi. Và bây giờ sẽ là kỹ năng số 1 của anh nhá. Anh sẽ đố em gì đây? Kỹ năng số 1 mình sẽ đố các bạn ấy là gắp bóng đi. Ok. Một kỹ năng gắp bóng cơ bản thôi. Để xem bạn nhỏ chúng ta có phải là Ronaldo không nhá. Có 3 lần thử luôn. À bạn này hay xem clip mình khác. Biết được 3 lần thử hay không? Ok rồi, cho anh 3 lần thử luôn. Lần thử 1 bắt đầu. Wow. Xuất sắc các bạn ơi. Quá xuất sắc luôn. Quá xuất sắc luôn các bạn ơi. Đúng là Ronaldo rồi. Lần nữa nào, lần nữa xem nào. Bây giờ là thứ 2 nhá. Lần 1 đã thành công rồi. Lần 2 sẽ phải ăn may không? Lần 2 nào. Wow. Vẫn như vậy các bạn ơi. Vẫn gắp lên mà tôi đùi như thật luôn. Ok. Thôi lần 3 nào. Không có phải là em ăn may không? Cho mọi người cùng xem nó phải em làm phát nặng được không? Lần thứ 3 nào. Ok. Đúng rồi, bạn này tôi phát nặng được luôn các bạn ơi. Rất tuyệt vời. Rồi. Như vậy là kỹ năng số 1 thành công. Rồi và bây giờ sẽ là kỹ năng số 2 nhá. Mình sẽ làm kỹ năng mà mình hay làm nhưng mà ít người tập. Thì cùng xem bạn có làm không nhá. Một kỹ năng lên bóng kiểu khác, kiểu hơi chéo một chút. Ok không? Và anh cùng ba lần thử nhá. Anh cũng chờ xem bạn ấy làm không. Lần thứ 4 bắt đầu. Ô oh! Đúng là chúng ta thấy là càng ngày càng nhiều tài năng xuất hiện. Sau Duy Trung này, rồi Văn Anh này, bây giờ sẽ thêm bạn nhỏ nữa. Rất là giỏi và rất là khéo luôn. Vô xuất sắc. Thử lần nữa xem nào. Anh mới em thử lần nữa xem nào. Ok, đúng là bạn này rất khéo luôn các bạn ơi. Như vậy là đã làm được 2 động tác rồi. Và bây giờ cái số 3 nhá. Mình sẽ làm cái gì rất khó là anh không làm được. Nãy giờ là hai cái đầu anh làm qua rồi. Và nếu cái thứ 3 làm được thì thắng luôn. Mình phải làm cái thứ 3 rất khó để xem anh có làm không nhá. Cái số 3 sẽ là ok. Một pha lên bóng kiểu này đi. Kiểu của anh Hồng Sơn ngày xưa hay làm. Ok. Bây giờ sẽ là 3 lần thử của em. Chúng ta cùng chờ xem nhá. Không đơn giản thế nào đâu. Lần thử 1 bắt đầu. Đấy chưa các bạn ơi, không dễ một chút nào đâu. Kỹ năng này là truyền thống kiểu Ronaldo hay truyền này đúng không? Còn thấy xe Ronaldo truyền thống này đúng không? Nhưng mà bây giờ làm sao mà lên bóng kiểu này được? Đó là khó. Hai lần nữa nhá. Bắt đầu. Không. Kéo về đánh gót. Không được. Đấy các bạn ơi, rất khó luôn, không dễ thế nào đâu. Lên cuối. Cuối cùng. Không được. Như vậy là số 3 bạn ấy thành công các bạn nhá.
Đây đây anh làm lại cho mình xem này, nhìn kỹ này. Gót về này, đặt lên. Đấy. Thấy không? Rồi và bây giờ sẽ là kỹ năng số 4 các bạn nhá. Kỹ năng số 4 này thì sẽ làm kỹ năng khác, mình sẽ làm. Đây, kỹ năng số 4 này các bạn ơi, sẽ làm kiểu lên bóng kiểu bằng má ngoài. Kéo về hết lên. Ok. Rồi, và bây giờ sẽ là ba lượt của em nhá. Sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu. Một kỹ năng mà mình nghĩ là rất là khó, nhưng không gọi như là làm được ngay từ lần đầu tiên thử luôn. Quá bất ngờ luôn. Một quả nữa sao? Hay là chỉ ăn may thôi? Đấy, cho lần cuối. Thế quả ăn may không nhá? À không, như vậy là bạn ấy làm 3 lượt 2 luôn các bạn ạ, rất là khéo. Ok, như vậy là ở game này thì bạn đã thành công rồi. Lúc này bạn đã làm được 3 trên 4 động tác mình đưa ra rồi. Rất là khéo luôn. Ok. Có muốn thử cái cuối cùng không? Có muốn thử cái cuối cùng, vẫn muốn thử cái cuối cùng mà tôi thắng rồi các bạn ơi. Trật lên là xoay rồi. Các bạn nghĩ sao? Đủ khó chưa? Đủ khó đúng không? Em có 3 thử của em. Nha. Lần thử 1 bắt đầu. Không. Không dễ được chút nào các bạn ạ, đúng không? Kỹ năng thứ 5 mình đưa ra khó luôn. Xoay người luôn, lần thứ 2 bắt đầu. Bạn ấy có vẻ rất là khó để làm công tác này, không biết chút nào đâu. Rất cao đấy. Đúng rồi, xoay luôn. Tức là bạn chỉ lên bóng thôi các bạn ơi. Như vậy là các số 5 này không thành công. Thật sự là rất khó bạn ạ, không dễ chút nào đâu. Muốn làm được động tác này ấy, thì em phải quay người và bóng cùng lúc và phải được cao được như anh. Đấy, em mới làm được. Luyện thêm nhá, ok không sao, rất khéo, ok. Ở game thứ 3 này sẽ là có bạn thủ môn đã xuất hiện. Rồi, một chàng thủ môn rất đẹp trai. Với đôi giày giống và găng tay giống của De Gea và Tiến Dũng. Em tên là gì? Tên là Hiếu ạ. Hiếu nói em lớp mấy rồi em? Em lớp 7 ạ. Hiếu lớp 7 à, đúng không? Rồi, mặc áo Man City mà lại quần Man City nhưng mà lại xài đồ của Adidas và rất là giống Tiến Dũng và De Gea. Bây giờ sẽ là lượt sút penalty của em nhá. Kia thủ môn đối thủ của em. Em sẽ có 5 lượt sút tất cả. Và nếu em sút được vào 3 quả em sẽ là người chiến thắng. Đồng ý không? Thủ môn sẵn sàng chưa? Cố gắng nhá. Và bây giờ sẽ là sút đầu tiên của em nhá. Tự tin không? Có. Rồi, Ronaldo rất là sút pen đấy. Hãy cùng xem là liệu Ronaldo nhìn ra sút pen giỏi không. Bắt đầu. Quá đáng tiếc, một cú sút rất đẹp nhưng mà bóng lại đập đúng vào cột dọc. Hơi bị tiếc một chút. Bây giờ là sút thứ 2 các bạn nhá. Được sút 1 đúng là chưa may mắn lắm. Hơi tiếc một chút đúng không? Tập trung nhá. Vừa xong còn tiếc lắm đúng không? Vâng. Bóng trúng cọc là hơi bị tiếc rồi, rất đen rồi. Thủ môn cố gắng nhá. Múa mây nhảy áo. Bay tặng Văn Lâm nè. Rất tặng Văn Lâm luôn các bạn ơi. Rất là mù quạt, rất là Vinahow luôn. Ok, sút thứ 2 bắt đầu. Quá đẳng cấp, một sút rất là hay. Yes, chúc mừng em. Thủ môn bay rất là đẹp mắt nhưng rất tiếc là chưa thành công. Lượt sút thứ 3. Bắt đầu. Hãy cùng chờ xem liệu có vào không đây. Lấy đà rất hay. Một cú sút vào chính giữa luôn, rất tuyệt vời. Và bạn nhỏ chúng ta suýt bắt được. Hơi tiếc một chút, thủ môn chúng ta tí cả đều rồi. Và bây giờ chúng ta vẫn còn 2 lượt sút nữa. Cố gắng lên thủ môn. Bây giờ sẽ là lượt sút thứ 4 nhá. Lượt sút thứ 4 của chàng trai Việt Anh Ronaldo như chúng ta. Đối đầu với thủ môn. Ui hay quá em ơi, nhảy thế đấy, đúng rồi. Sút đi, lượt 4, bắt đầu. Hay quá, tuyệt vời. Như vậy tỷ số cân bằng 2 đều rồi. Và đúng là như vậy mới hay các bạn ơi. Bây giờ lượt thứ 5 sẽ là quyết định trận đấu này, thì mình biết được là ai sẽ là người chiến thắng khi mà thủ môn chúng ta bắt rất là hay. Dứt điểm lượt thứ 5, bắt đầu. Wow. Yes, ăn mừng Ronaldo luôn, tuyệt vời. Như vậy là lượt thứ 5 thì em đã thành công. Em nghĩ sao về lượt sút 5 quả vừa xong? Bạn sút khá là hiểm. Khá là hiểm đúng không? Rồi, hai bắt tay nhau nào. Rồi, một game đấu phải nói là rất thú vị giữa hai người bạn của chúng ta. Rất tuyệt vời. Và như vậy là cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Cảm ơn hai bạn nhỏ rất là nhiều. Và hy vọng là ở game đấu sau thì đấu với cả những người bạn tiếp theo chúng ta sẽ là nhiều thách hay hơn nữa. Nên các bạn đừng quên là đăng ký kênh nhá. Bấm like chúng mình nhá. Và tập sau thì... Cứ gì không? Đây là số tài Văn Anh nhá. Đồng ý không? Và Tí Trung nữa, đúng không? Em đều biết hết bạn đúng không? Còn cả Lâm Hút Chúa và Đời Ga nữa. Rất là nhiều bạn để thi đấu nên là rất nhiều thứ hay ho cho em. Tập sau nhá. Bye bye mọi người, hãy cùng xem nhá.